Nhiều bạn đang rất là thắc mắc về vị trí cố vấn Andy của mình làm là như thế nào. Andy nghĩa là nghiên cứu phát triển mô hình nhà hàng và món ăn, nghĩa là gì? Mình nghiên cứu những cái mô hình nào mà phù hợp với địa điểm, phù hợp với chủ đầu tư, phù hợp với khách hàng, cũng như là mình luôn luôn bán những cái gì và làm những cái gì người ta cần, chứ không phải làm những cái mình đang có. Hôm nay mình sẽ làm món sụn gà viên xiên nướng cùng với team mình nghiên cứu phát triển tại ngay nhà hàng này. Hôm nay anh sẽ training cho em cái món sụn gà viên xiên nướng sốt phô mai và trứng tôm. Em sẽ lấy gà này, em thái mỏng ra. Tiếp tục cho em thái cho anh 200 sụn gà. Đây mình sử dụng là sụn ức. Mình em sẽ cho nguyên liệu vào xay. Em xay sụn đầu tiên. Cho tiếp gà vào xay cùng. Cho mỡ phần vào theo đúng cái công thức. Tiếp tục xào sống. Bây giờ mình cho muối. Tiếp theo là tiêu nha. Khoai. Đây bột khoai bình tĩnh. Và bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ viên lại từng viên. Bây giờ em sẽ mang đi em hấp này trong vòng 5 phút. Sau khi hấp xong em sẽ xiên vào đây, một phần là hai xiên. Bây giờ mình sẽ mang đi nướng nhá. Bật lò nướng đây rồi, xong bây giờ mình cho lên nướng thôi. Để làm sốt này em cho anh là 30 sake, 20 mật ong và cuối cùng em đong cho anh là nước tương cao cấp Chinsu khẩu vị Nhật Bản. Mình đánh đều xong mình phết nướng lên hai mặt để cho nó ngấm. Rồi, bây giờ mình sẽ phết sốt lên. Em thái phô mai làm 4, em phải cho miếng phô mai vào để co nhá. Đấy, bột trà xanh vẩy về xung quanh này. Xem rắc ớt ba vị theo hình này nhá. Đây sau khi ấy thì em sẽ lắc này. Rồi. Bây giờ anh ta hướng dẫn cho em xong cái món sụn gà viên xiên nướng sốt phô mai trứng tôm. Mọi người hãy cùng mình làm ngay tại nhà món này nhé.